về quan điểm cổ đông phụ trách marketing, tức là rất nhiều bạn bây giờ là làm marketing được của doanh nghiệp họ chia cổ phần đúng không? Đây là một cái tôi thấy là rất là ok, đặc biệt là nó rất là win-win kể cả đối với cái phương diện là người chủ doanh nghiệp lẫn phương diện là các anh em chạy quảng cáo, thì tôi thấy là cái cách làm này nó đều ok. Bởi vì sao? Nếu mà đối với cái cạnh là chủ doanh nghiệp thì chúng ta muốn cái nhân sự đó gắn bó lâu dài hơn, được nhiều lợi ích hơn, làm việc hết mình hơn. Như thế đây là doanh nghiệp của mình, bởi vì các bạn có cổ phần thì gần như đấy là một phần doanh nghiệp các bạn rồi, thì các bạn sẽ chiến đấu hết mình, nó không máu rất nhiều đúng không ạ, và gắn bó lâu dài. Còn về khía cạnh để các anh em chạy quảng cáo là marketing thì các bạn cũng sẽ được cái chức danh, các bạn cũng sẽ có thêm được lợi nhuận, có thêm được cái tương lai nếu như mà công ty có cái chiến lược, có sản phẩm tốt. Tất nhiên các bạn cũng tự hào hơn rất nhiều, làm việc cũng cam kết hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đôi khi các bạn vẫn phải tính cho thật kỹ, chia sẻ thật với các bạn một cái điều, đó là rất nhiều bên bây giờ là họ chưa có tầm nhìn cụ thể, sản phẩm của họ chưa thực sự tốt, họ chưa có một cái định hướng rõ ràng gì cả, và kể cả năng lực của bản thân họ cũng chưa ok. Khi mà rất nhiều ông như vậy khởi nghiệp bây giờ muốn tiết kiệm đi chi phí nhân sự và nói rằng em vào đi em làm đi, anh cho em khoảng tầm 8% cổ phần tầm đấy, thì bây giờ anh em mình là được thì cùng hưởng mà lỗ thì cùng chịu, thì em có dám chơi không? Thế tôi khẳng định các bạn là như thế này, rất nhiều ông mà khởi nghiệp mà chưa có biết gì mà nói chuyện với các bạn như vậy thì 80% là những ông mà muốn tiết kiệm chi phí nhân sự không phải tốn tiền thuê. Thế thì tôi nói thẳng với các bạn luôn là các bạn lựa chọn là các bạn vừa mất thời gian mất công sức, trừ khi các bạn là những con số không và các bạn muốn học hỏi ít nhiều gì trong cái quá trình các bạn làm những cái dự án đó thì tôi thấy ok các bạn cứ bơi vào. Còn nếu không tôi khuyên là các bạn bỏ đi, phải lựa chọn kỹ kể cả muốn được xin cổ phần, bởi vì đây nó là một mánh khóe. Tôi nói thẳng luôn đây là một mánh khóe. Thế còn nếu mà nhiều doanh nghiệp mà các bạn thấy tiềm năng thực sự rồi các bạn đánh giá người lãnh đạo của mình ok, tôi khuyên các bạn là có thể là đi sâu vào, có thể là chấp nhận cái offer, còn không thì cẩn thận, không gì phải mánh khóe nhé. Làm hoài thì không đến đâu, cũng phải rước cái bực vào thân.